mài quá nhỉ. Ôi dù mài rơi ở thế rồi. Ôi em coi không phải là thợ cắt tóc nên là em cứ buộc, em buộc hẳn cái tóc đằng sau này đi. Mình chào toàn thể quý cô bác và anh chị. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của em Cói Lalin. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. Thì sáng nay ấy, hôm nay là ngày phiên chợ cho nên là em Cói bận một xíu. Thì đến đây thì anh Đức đã chát gần xong rồi. Em Cụa với lại em Khứ thì vẫn ở nhà phụ bữa. Bố đâu Cụa? Hả? À, bố đi chặt gỗ à anh? Chặt đòn tay à? À đây. Ồ. À, kéo đòn tay, vâng. Vâng. Không thấp được đâu nhỉ. Cái bếp nhà anh là có 2m2 gì kìa. Dạ. Đâu là mà nóng. Mình lấy chuồng trâu này của chị. Anh đã chát hết như này rồi quý vị. Chát buổi nay. Ừ. Hôm nay chát cả ngày sẽ xong. Sáng nay anh Đức đi làm sớm không ạ? À? Chắc sớm lắm ba. 6 giờ. Ồ. Sáng nay anh Thành là có chở thêm ba mấy tạ si nhỉ? Tạ rưỡi si, tại vì thiếu si nên thêm tạ rưỡi nữa. Qua cần trường tao. À vâng. Qua trường tao hôm nay chở thêm ba làm nữa. Dạ. Để cái lớp tiền có lúc đầu. Nặng nó có phải lớp quá. Vâng, đâu vậy? Đột lột đấy anh. Chát xong thế thì chiều chỉ làm thêm cửa nữa, cửa thì đang hàn rồi. Cụa sách bữa. Cụa mấy hôm nay này bị cháy nắng lưng mới ấy nhỉ. Hôm nay thời tiết nắng rất là to cả nhà. Đức là vẫn đang cố gắng là chat xong nhỉ. Anh Đức ơi, chat xong thì tầm mấy ngày được lợp ạ? Vâng ạ. À mai lợp luôn. Anh đòi bảo là cái cửa mở bên đấy đấy, bàn lề bên đấy à? Đấy mở đấy, nhưng anh đã chat rồi. Anh đã chat vào rồi. À cắt ở đằng trước à? Cắt đằng trước à? À em được cắt đấy, anh mất công chat. Dạ. Hôm nay thì chúng em có sở thêm cả cửa này, mượn thêm cái máy khoan nữa. Vâng. Bố vẫn đi chặt đòn tay à? Bố vẫn đi lên lán à? À bố vẫn đi lên lán. Anh Đức thì vẫn đang chát này. Bố bảo thay dê đẻ, không biết thế nào. Lúc chưa trông thấy. À thế à? Ờ dê đẻ. Dê đẻ. Lên xem nào nhỉ? Ồ. Ờ. Chị lên xem nào. Thế á? Vâng, bố gọi. Đây thì hôm nay ấy, em có đi cầm thêm cái kéo để mà cắt tóc mái cho Khứ. Khứ muốn cắt tóc không? Cắt mái. Chị cắt cho nhá. Em bé chắc vẫn đang ngủ, trời rất là nóng. Hôm nay thì cho em có đi chuẩn bị thêm cái cửa chuồng trâu nữa. Và tí là khoan này hay như nào anh? Khoan thôi, cho bàn lề vào trong tường ấy. Vâng. Ông mình chát ở trong. Vâng. Ôi
Vừa cái cửa không anh? À. Như này trâu có nhảy ra được không anh Đức? Ra sao được. Người phải trèo ấy. Anh Đức là chát khá là nhanh nhỉ. Đây bạn này. Gần xong rồi. Cái quan rồi. Áp thực tế này cho lâm lên một tí. Mẹ em kê lên, kê đá lên nhá. Kê đá lên tầm khoảng 2-3 phân. Em không biết khoan kiểu gì cơ. Cái gì? Đây, em cứ dâng lên đấy, lấy cái đá kê. Ui, có ổ cắm không? Cắm không có đúng không? Không có à? Em có đi sang đây mượn thế nào? Có không phải là thợ cắt tóc nên là em cứ buộc em buộc hẳn cái tóc đằng sau này đi, em buộc hẳn đi. Chưa bằng mấy đúng không? Chắc bằng hẳn đi đỡ vướng mắt này. Hai bên kia để đi cắt đi, để làm gì? Ừ, cắt nó vướng không xấu, nó là mái mà. Cắt thẳng đi sao cắt chéo làm gì? Cắt bằng luôn nó là mái, cắt bằng nhau hết. Cao cao tí trên chỗ hẳn lông mày thì ui u cho đỡ đỡ nóng không thế nhớ cái máy quay là hiện tại nó như thế cắt tư như này à thế tư ngố à không tư như này thôi được rồi gọi mày ngố chẳng là ngố vâng thế nào xem thành quả thế nào. Ôi em cắt có khi đêm như cái bên này nó vẫn vào mắt đây ở đấy cái này cắt hẳn như ra phải cắt đi không nó bay vào mắt nếu nhưng cứ muốn để mai ngố cả này thì đây nó bay vào mắt chẳng vướng à. Ừ, đúng không Khứ? Được rồi, được chưa ạ? Để những cả những nhiều cái kia chẳng ấy à. Hả? Thấy vợ nhìn xinh hơn không quạ? Xinh rồi à. Xinh rồi à? À. Đây lấy gương phơi xem nào, chỗ nào không gửi thì chị sửa lại cho. Đây chị cũng không phải thợ cắt tóc nha, chỉ cái cắt ngắn thôi. Nên đi đi vào xem gương thử xem nào. Có ấy không? Có vừa ý không? Có. Có à? Thế là ok rồi. Ok rồi. Thế có thích cắt tóc ngắn không? Hả? Không có trẻ con cũng khổ lắm nóng nhỉ. Thì bây giờ đã được cắt đầu. Bây giờ cắt tạm cái mái thôi. Cắt tạm cái mái thôi. Lúc nào ấy đã khó kiêng đấy. Có kiêng không? Mình cũng kiêng còn nói gì là. Nhưng mà đầy tháng là cắt được rồi mà trong tổng của em ấy. Bây giờ cắt được rồi nhưng thôi tùy em. Này cháu cắt tóc cho. Cho đỡ vướng. Cho đỡ vướng không thấy khổ quá. Ôi như này nóng được lắm. Rồi. Được tha đi chợ bá tia. Ồ bán tóc á? À bán tóc. Bán tóc. Ồ cháu không tóc cháu còn cho thôi cháu không bán đâu. Không có tiền để bán rồi đúng không bà? Này không có tiền đi bán thôi. Đấy đúng rồi. Đang là chẳng phải ngắn thôi bán cũng được. Ôi ừ. Ồ em không bán đâu. Hôm nay nó vợ. Cháu không bán tóc bao giờ đâu. Cháu toàn cắt tóc rồi cho lại tiệm thôi. Cháu không lấy tiền đâu. Kệ rồi mình cho họ thôi. Thì mình không có. À, đúng rồi. Mình có thì sao? Đây ngày xưa em có cũng cắt này, cháu cũng cắt ngắn như này, cho họ. Vâng. Dạ. Cụa người dính hết đầy xi măng mà. Vợ mấy ngày nhìn đen như trâu luôn. Hai vợ chồng em vừa đi mượn cái ổ cắm này. Liệu đủ dài không hả anh? Đủ dài. Dạ. Nhà có dây cắm hay không như thế nào? Quạ.
Thế nối thêm nối, vào. Nối đến đến chỗ là nối đi, không để cắm đều cho anh em. Cắm đi. Nếu mà ra đây để quay lại được mà. Thế là trong vòng hôm nay là sẽ xong. Anh chuẩn bị là khoan cái làm cái cửa. Nhiều khán giả cũng thắc mắc là tại sao nhà không sửa mà lại đi xây cái chuồng trâu to và hoành tráng như thế này. Quý cô bác ạ, tại vì là ấy, em coi cũng chỉ là cầu nối thôi. Thì mọi người cứ bảo em vung tiền phung phí, thật ra thì làm để phát triển kinh tế, với lại là các nhà hảo tâm ý, là cũng mong muốn là chúng em là xây cho cái chuồng trâu. Cả nhà chú Ly, nhà em cũng thế. Thì là mọi người ý, phải hiểu rằng là em có thấy như thế này, cái chuồng trâu thì có thể làm để phát triển kinh tế, để mà sau này mình nuôi trâu nhiều thì mình có thể bán trâu để mà xây nhà. Chứ bây giờ nhà của hai em thì vẫn còn kiên cố, hai em vẫn còn trẻ thì có thể là vẫn còn tự vươn lên trong cuộc sống được. Chúng em chỉ là cầu nối thôi, chúng em không có quyền quyết định cái số tiền đó. Nhiều khán giả góp ý mà nhiều khán giả còn chửi em thật sự rất là buồn. Nhiều bác còn nhắn tin bảo là phung phí thế. Ui xong rồi bảo tại sao này. Rồi có bác còn nói xoáy bảo là ui xây cho xong cái chuồng trâu xây cái nhà xong rồi tivi quạt điều hòa ấy, máy lọc nước bếp ga. Các bác muốn bác phải thích nhà thì có gì được hết. Quan trọng là mình phải vươn lên đó. Đúng rồi. Quan trọng là mình phải vươn lên. Cái gì đấy? Ờ à, được rồi. Đây cứ cắt tóc ngoài đi xinh hẳn ra nhỉ. Vâng, được rồi. Nếu như theo anh Đức thì đặt vào trường hợp thì anh Đức thích là xây chuồng trâu hay là xây nhà anh? Ví dụ có chuồng trâu thì sẽ không ấy. Nếu mà đặt vào trường hợp như anh với nhà chú Ly này, anh chọn cái nào ạ? Nhà thì là không đủ kinh phí để làm rồi, chỉ đủ kinh phí để làm cái chuồng trâu thôi. Thế mình làm chuồng trâu để phát triển kinh tế đã trước đấy chứ. Vâng. Anh đứng thợ xây anh cũng bảo vậy. Mọi người ai cũng ở đây họ cũng thế. Đúng rồi, đa phần ở đây thì là mọi người trước tiên là người đều là xây cái chuồng trâu trước nhỉ. Cả xóm này cũng thế. Đúng rồi, và làm cái nền nhà thì từ trước đến giờ thì là vẫn có cái nền nhà đấy thì cũng có sao đâu ạ. Bây giờ mình làm phát triển kinh tế trước, rồi sau này mình bán, mình có tiền mình làm nền nhà, xây nhà chẳng hạn. Cái như thế, cái hai đầu nó vuông. Quan trọng mình khoan gì ấy. Cho hẳn bằng cái nền đi. Đây. Đấy. Chứ phải một người giữ ở nhà. Cho ra ngoài. Bây em đưa cái bản này kia đây. Đấy, em lắp đi, lắp được lên. Cái cong này vào một tí này, là cong cục vào một tí. Vâng. Cong vào một tí để mình chôn cắm chéo ấy. Nó chéo ấy. Cắm chéo là nó khỏe ấy. Vâng, em hiểu. Không phải để dài cái này. Ừ. Chứ mình cứ gạch dài ra, còn chỗ này là mình cho sâu, chỗ này sâu. Ừ, đấy, cái này, mình cứ gạch đi đây. Cái này đục theo cái này. Sau tí anh cắm vào anh chăn đi. Cứ vạch đục to thoải mái mà. Vâng. Tí mình còn chắc xi mà. Có chơi đục ngoài không chứ, đục một chỗ này chứ. Hả? Đục một chỗ này chứ. Em cứ đục chéo được, cứ đục rơi xiên. Đục chéo được rồi. Ừ, đục xiên rồi vào. Có hiểu rồi, thế đâu. Dạ, gây luôn cả cái giấy luôn. Lấy cái khác. Đấy. Làm quang nhỉ. Cái kia đó. Có thấy nóng không? Nhà sắp được trùng trâu rồi, thích nhỉ? Có thích không? Cái đấy, nước đây. Ôi
cẩn thận. Hai đứa đang bắt cháy cho nhau à? Cứ phải bắt cháy. Để bạn cứ à? À, đang tê tóc cho bạn này. Khéo tay thế, tê đẹp thế. Có bị tắc tia sữa không em? À, không rồi, cẩn thận nhá. Chị sợ tăng lắm. Tăng là đau lắm đấy. Đây, nóng quá. Đây mọi người, dưới này đang làm cái cửa này cả nhà. Bên này cho chắc nhỉ. Ừ. Nói chung là lắp cửa đã hoàn thiện rồi. Vâng. Cái này. Cái này chứ. Cái này. Thế là thế nào? Không cần thiết đâu. Không cần thiết đấy. Vâng. Mày kiếm cho anh cục đá mà mỏng thế này để anh kê luôn. Dạ. Ông Ly sao một đây cục đá mỏng không? Đây. Cái này nãy thì em cứ có là mang nước xuống cho anh Đức uống này. Đúng là ấm siêu tóc. Đây. Cục gạch mỏng ấy. Cái này mà mỏng. Anh lấy là anh. Đây đỡ ở. Anh Đức và anh Thành đang đập đập lại cái kia cong cái bản lề cho vào sâu hẳn. Bây giờ là vết vữa là xong nhỉ anh nhỉ? Chuyện nó đóng biến này gì cả nhỉ? Bọn nó còn ít tuổi. À, chú đi cũng bảo là cuộn này khứ thì cũng ấy. Các em còn ít tuổi, ít va vấp mê. Ít va vấp xã hội đâu. Cuộn cũng có được đi học hành đâu. Khứ thì học hết lớp 8 thôi nhỉ. Còn chưa hết lớp 8. Còn trẻ quá. Còn trẻ quá. Nó là người lớn hơn. Đây cho nên là mọi người có gì đúng rồi. Thông cảm cho hai em. Ấy vừa đặt như này mới chắc đúng không anh? Đúng. Nhìn vé phát nào thì ấy phát đấy nhỉ? Nguyên xì à? Đi tiếp tục cầu gỗ à? Đi tìm gỗ. À, thế cửa vẫn cứ ở nhà phụ anh Đức nhá. Phụ chú Đức là sai. Chát. Chú Lý vẫn không biết nói cái gì. Thôi không sao chú ạ. Vâng không sao ạ. Mình có lòng là được ạ.